Rồi, bước vào nhà. Đây là cửa vào hai phòng ngủ. Ha, đây có một tủ quần áo. Rồi, đây có một toilet rất là rộng. Toilet có phòng tắm đứng ha, hay dùng cho hai phòng ngủ. Rồi đây là phòng khách nha, đứng từ đây nhìn vào phòng khách nè. Phòng khách rất là rộng. Đây là phòng ngủ lớn, master bedroom. Trong phòng ngủ lớn thì có một phòng toilet, có bồn tắm. Đó, phòng khách rất là rộng ha. Ở đây là bếp. Nhà bếp. Đi qua bếp thì đến phòng giặt.